sống luôn chứa đựng những điều kỳ diệu bất ngờ, như một món quà của vận mệnh dành sẵn cho mỗi người. Nhưng đó sẽ là những món quà mà ta không bao giờ tự nhiên có được. Nó sẽ ở đâu đó trong cuộc gặp gỡ vừa thoáng qua, ẩn sâu trong từng thất bại mà ta phải nếm trải, lẩn khuất trong những sai lầm mà ta đã gây ra, chờ đợi chúng ta dùng tâm để cảm nhận, dùng trí để phân định, dùng lòng can đảm để tìm kiếm và đấu tranh giành lấy. Và đó sẽ là những cuộc hành trình đầy gian nan, luôn bị bủa vây bởi bóng tối của lòng tham và sự tà ác. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, hên cho nhà ngươi á là người chúng ta dừng kịp, không thôi lại đi chào ông bà đó. To gan, ngươi muốn chết à? Xin tha lỗi cho tiện dân à. Thôi không sao. Ngươi có sao không? Dám nhìn thẳng mặt thái tử hả? Cúi xuống. Xin tha mạng cho tiểu nữ. Thái tử, chúng ta phải về thôi. Chúng thần xin được dẫn an hoàng thượng. Bình an. Phụ hoàng, ta không sao đâu. Thầy tự vật công nạp lên chinh là quốc đến đâu rồi con? Vật công nạp đã được gửi đi 3 ngày. Phụ hoàng yên tâm, đừng lo lắng nhiều quá. Bây giờ sức khỏe của người mới là quan trọng nhất. Thái tử nói chi phải. Xin hoàng thượng hãy bảo trọng long thể. Đất nước không thể nào một ngày thiếu vua. Ta biết, nhưng việc triều dinh... Phụ hoàng cứ để con. Nếu thái tử đã nói vậy, thần xin được hết lòng phò trợ. Nhưng thần chỉ e là 3 quan văn võ trong triều lại lời ra tiếng vào vì thái tử vẫn còn quá trẻ. Chi bằng thái tử nên lập thái tử phi đi. Vô lý. Cha ta đang lâm trọng bệnh, tâm trí nào mà ta lập thái tử phi? Đúng là thái tử, con nên nghe lời thừa tướng. Vì ông ấy đã một lòng phò trợ ta suốt bao năm qua. Giờ lại, ngày nào con chưa yên bề gia thất thì ta chưa yên lòng.
Thái tử, chuyện rất cấp bách. Vật công nạp lên trên lầu quốc đã bị cướp. Cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hỏng, cháo hoa nhà người. Thì ra ông hiểu tiếng người. Bóng biết không, cha hãy nói với ta, ông trời luôn luôn có sự sắp đặt công bằng. Khi lấy đi của ta điều này, sẽ trả lại cho ta một điều khác. Giống như trưa nay, ta đã có một phen hoảng sợ. Nhưng mà dạ mẹ gọi con à. Hey, con nói với chị bao nhiêu lần rồi, bắt cá dễ ợt à, khó gì đâu khó. Vậy mà cũng đâu nghe lời con. Cha mày mất sớm, còn tao á thì không muốn mang tiếng mẹ ghẻ con chồng. Mà cái nhà này á thì không có lấy một đứa người ở, đến nỗi con cám phải ra đồng bắt tôm bắt tép. Không lẽ mày ở không? Con xin lỗi, thật ra con có bắt được một vỏ tép này, nhưng không hiểu sao ai lấy mất rồi ạ. Ủa nè, chị nói gì vậy? Lúc đó có mình con với chị Tắm ở đó à, chị nói vậy chẳng khác nào con là phụ ăn cắp hả? Chị không có ý như vậy đâu. À, chị ý của chị á là tôi không có được dạy dỗ. Mẹ dạy dỗ tôi không có đàng hoàng đúng không chị? Mẹ hả? Cô không có ý như vậy đâu mẹ ơi. Dám nói là mẹ dạy dỗ con không đàng hoàng luôn kìa. Không đàng hoàng hả? Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, cô không có ý như vậy. Ý mày là sao? Ý mày là cái gì? Mẹ. Nói đi. Nhà còn cần người làm việc nữa. Mẹ đánh nó quá vậy, nó chết rồi sao? Thì cả cái làng này đều biết trọng trách dạy dỗ mày đổ lên đầu tao. Mà mày á thì cứ cứng đầu, ham chơi, không dạy mày người ta cười vào mặt tao à. Xéo xuống nhà dưới đi. Dạ. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thái tử tha lỗi. Đạo quân của thần đang điều tra, nhưng vấn đề nghiêm trọng bây giờ có lẽ là quốc vương của Chinh La đang rất tức giận. Việc công nạp hàng năm để duy trì tình giao hảo của hai nước là việc rất quan trọng. Phụ hoàng đang nằm trọng bệnh, trọng trách này là ta phải làm tốt. Muôn tộc thái tử, thần có một cao kiến. Nếu như cống nạp đã bị lấy mất thì mình cống nạp lại có sao đâu. Việc đó thì dĩ nhiên. Thưa thái tử, ngài có nghĩ rằng trong dịp lễ hội sắp tới chúng ta có nên mời công chúa của nước Chinh La đến tham dự không? Đây là cơ hội tốt để mối hữu nghị giữa hai nước trở nên khăng khít hơn. Muôn tộc thái tử, ý của Trần Bằng nói giống y như ý của thần tính nói vậy thì bị...
bóng bóng bang bang. Lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hỏng, cháo hoa nhà người. Kể ta biết hết rồi. Đi chăn trâu, ở nhà mẹ con Cám giết chết con Bóng, đúng không? Là tại con, ông đã dặn con là phải hết sức giữ bí mật, vậy mà con đã để lộ cho họ biết hết rồi. Ở trên nhìn xuống ông thấy hết mà có can thiệp được cái gì đâu. Luật trời là vậy đó con. Chuyện của người trần thế, thiên thánh không nhảy vào can thiệp được. Ông nhìn mà ông ức ghê lắm. Nè, con khóc hoài con không biết mệt hả con? Chứ ông nghe là ông mắc mệt nữa. Mày mệt không? Mệt thì nín, để từ từ ông tính cho. Thôi bây giờ như vậy, đi tìm cho ông 4 cái hũ loại bể lớn vậy thôi, rồi đi tìm cho bằng được xương con cá Bóng đem về đây, chia ra làm 4 hũ rồi chôn ở 4 góc ngoài vườn, nghe chưa? Ông ơi, thôi, định hỏi tôi là nhưng Bụt ơi, tìm xương cá Bóng ở đâu bây giờ, đúng không? Biết liền. Thôi để tôi tự làm đi cho nó lẹ. Đó, đem chôn đi con. Rồi sau này, những thứ này sẽ trở thành những vật có ích cho con. Nhưng con nên nhớ, phải hết sức bí mật, nghe chưa? Con cảm ơn ông. Còn bây giờ, nghe Bụt nói một câu quen thuộc nè. Thôi, ta đi đây. Lăng của thiền nghe bộ cáo được vua ban kiểu chi như gì? Ngày mùng 5 tháng chạp năm Ất Tuất, triều đình quyết định tổ chức lễ hội linh đình, chủ yếu là để tuyên vợ cho thái tử. Tất cả tú nữ trong vùng, bất kể sang hèn, đều có cơ hội để trở thành thái tử phi. Vì rửa cho nên ngày hôm nữa mà ai rành rồi á thì tới chơi cho vui hì, không vui thì cũng tới luôn, tới rồi sao vui, rửa hì. Mẹ phải chuyện gì nữa đây? Mẹ ơi, đức vua mở lễ hội tuyển vợ cho thái tử kìa. Thì ba cái chuyện kinh thành xa xôi đó,
Con quan tâm làm cái gì? Vấn đề ở đây á là tất cả dân thường đều được tham gia. Hả? Con nói cái gì? Tất cả dân thường đều được tham gia. Điều đó có nghĩa con cũng có thể trở thành thái tử phi à? Đây là cơ hội của con. Đây là cơ hội của con. Cám, con biết không? Chứ sao nữa? Mẹ không thấy hả? Trong cả cái làng này có ai mà đẹp bằng con gái của mẹ đâu chứ. Không những cả cái làng này mà làng Yên Xá, làng Cự Đà, thậm chí cả cái kinh thành này cũng không có ai đẹp bằng con gái cưng của mẹ hết. Xây một vòng cho mẹ coi. Khoan đó. Sao con? Hôm đó thế nào cái đám tiểu thư công chúa tụi nó cũng ăn diện lộng lẫy cho mà coi. Mà con thì có mỗi một bộ đồ này. Hôm đó con muốn con phải là một đứa lộng lẫy đẹp nhất trong lễ hội. Nếu không á, con chết cho mẹ coi. Con chết cho mẹ thôi, coi thôi, thôi, được rồi. Con gái cưng của mẹ, mẹ sẽ thuê thợ may giỏi nhất cái làng. Không, giỏi nhất kinh thành để may y phục cho con. Con gái cưng của mẹ, con phải là người đẹp nhất. Con sẽ là người đẹp nhất. Mẹ ơi, lễ hội chắc là vui lắm mẹ hả? Mẹ, người ta cũng muốn đi lễ hội nữa kìa. Mẹ ơi, mẹ cho con đi lễ hội nha. Ừ, mẹ cho chị đi đó. Nhưng mà chị phải làm hết công việc nhà rồi mới được đi. Thôi được rồi, thái tử phi tương lai đã lên tiếng thì quốc mẫu tương lai cũng sẽ cho mình cơ hội. Không á thì thoái đời bảo sao tội ác. Miễn sao hôm đó mày làm xong việc là được. Còn bây giờ xuống nhà dưới đi. Con gái cưng của mẹ, thái tử phi. Thái tử phi tiến cung. Thái tử, ngài vừa ra thông cáo gì vậy? Thì ta giúp ngài tổ chức lễ hội bằng cách mời tất cả thiếu nữ đến tham dự. Phải đông thì mới dễ chọn chứ. Nhưng ngài đã cho mời luôn cả các bọn thường dân. Cái hạng đó thì làm sao mà đủ tư cách để trở thành thái tử phi? Sao lại không đủ tư cách? Thứ dân hay xuất thân từ hoàng tộc thì có khác gì nhau? Miễn có phẩm hạnh tốt thì đều có thể trở thành thái tử phi của ta. Ta muốn tất cả mọi người đều được tham gia. Lễ hội lần này có sự tham gia của công chúa các nước láng giềng. Và điều quan trọng, có sự hiện diện của công chúa nước Chinh La. Chúng ta không thể nào xếp họ ngang hàng với cái bọn thường dân được. Khác nào là sỉ nhục. Xin thái tử hãy suy nghĩ kỹ lại.
Mẹ ơi, mẹ cho con đi lễ hội với nha. Mẹ, nó mặc đồ đi lễ hội luôn rồi kìa. Cũng được lắm. Mà mẹ đã làm xong việc chưa? Con làm xong hết rồi ạ. Lau nhà, bữa củi. Dạ. Nấu cơm, cho heo ăn. Dạ. Gánh nước. Dạ. Hai cầu, tìm chồng. Con làm xong hết rồi ạ. Làm xong hết rồi ạ. Mẹ, mẹ đừng có nói là mẹ cho nó đi nha. Thôi được rồi, mẹ đi xuống nhà dưới lấy một thúng đồ đen và một thúng đồ trắng đem lên đây cho tao. Đi mau. Chi vậy mẹ? Mẹ đừng có nói là mẹ cho nó đi á. Mẹ mà cho nó đi hả, con treo cổ tự tử con chết cho mẹ coi nè. Chết cho mẹ coi nè. Con nó cưng của mẹ. Tao đi về, đậu đen chưa ra đậu đen, đậu trắng chưa ra đậu trắng thì mày chết với tao, nghe chưa? Đậu đen chưa ra đậu đen, đậu trắng chưa ra đậu trắng là mày chết với tao, nghe chưa? Đây là linh hồn thứ 27. Chỉ còn 60 ngày nữa là các chôn sau thiên cầm xà phu lạp hổ sẽ thẳng hàng. Lúc đó ta cần phải có đủ 49 linh hồn thì Ngọc Giác La mới được hình thành. Với tốc độ này làm sao mà kịp? Thuộc hạ đã cố gắng hết sức, nhưng những linh hồn sinh ngày chi âm, tháng chi âm, năm chi âm rất khó tìm. Đội quân của thuộc hạ đã phải lùng sục cả ngày lẫn đêm mới có thể tìm ra được chừng ấy à. Nhưng mà ngài tất cả các chùm sao thẳng hàng, ngàn năm chỉ có một lần thôi. Nếu như ta bỏ lỡ thời khắc này thì cơ hội để tu luyện thành người của ta sẽ tan thành và mây khói. Thủ tướng bớt giận, thuộc hạ sẽ nhanh chóng tìm đủ số linh hồn còn lại. Công việc cướp công phẩm người làm tốt lắm. Còn việc tuyển chọn thái tử phi người sắp xếp ra sao? Mọi thứ đã được sắp xếp chu toàn, chỉ các tiểu thư công chúa mà ngài đã chọn mới được diện kiến thái tử cho buổi yến tiệc mà thôi. Sao mà cái số của mày nó khổ quá trời quá đất vậy con?
cái thương hết sức vậy á. Rồi rồi. Đọc thêm. Biết thế nào cũng khóc. Trời ơi, thôi. Thôi con, mày đừng có khóc nữa con ơi. Để từ từ ông tính cho. Chuyện gì cũng vậy hết đó. Chuyện gì cũng phải có cách giải quyết của nó hết con ơi. Ủa mà chuyện con là chuyện gì vậy con? Dạ. Thôi mày đừng cãi nữa. Tao biết hết rồi. Bục mà, chuyện gì mà không biết. Mày cãi lâu quá, mất thì giờ. Mà cũng phải công nhận, hai mẹ con đứa này nó ác gì mà nó ác quá trời thần. Ác mà không chịu nghi giải lao luôn. Nó rồi giờ vậy sao đây? Cái đống đậu này sao mà lừa cho hết? Lừa tới Tết cũng không hết. Không dám đâu nghe. Hết Tết rồi ra viên luôn, lừa cũng chưa xong. Lễ hội cũng sắp hết rồi. Con đừng khóc nữa. Con yên tâm đi. Rồi Bụt sẽ nghĩ cách giúp đỡ cho con. Giúp làm sao này không biết. Hay cha. Bụt ơi. À, nghĩ ra cách rồi. Thông minh cái ghế chưa? Nè, con có nhớ bốn cái hũ sừng cá mà ta biểu con đi chôn bữa hổm không? Đi, chạy ra, đem vô cho ông. Lẹ lên. Gì cũng rề rề rề. Mày có muốn đi hỏi không? Dạ muốn. Hello. Ha. Bất tiệp thao đây xin mời các công nương và các công chúa, các nước láng giềng và các tiểu thơ chuẩn bị diễn kiến thái tử. Và trước tiên, xin mời một công nương đến từ một xứ sở xa xôi Phủ Lang Xoa. Nàng được mang tên Mademoiselle Marie José Mariano de la Fonte. Nàng là công chúa thứ 87 của vua Nicolas José Mariano de la Fonte. Bẩm sinh của nàng thiệt hạc. Thầy tự thấy được không nè? Hello vua. Người tiếp theo, xin mời tiểu thơ trường của binh bộ thượng thư Võ Thị Anh Thơ. Nàng là một người yêu thơ, thỉnh thoảng lại thích ngâm thơ, đôi lúc lại thích làm thơ. Hãy tự thấy được không hả? Không được luôn hả? Hòa lê vô. Con hãy mau mau lên đường để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi. Nhưng con nên nhớ điều này, hạnh phúc càng lớn thì thử thách càng nhiều đó nghe. Con người tiếp theo, xin mời công chúa đến từ xứ sở Phù Tang. Nàng được mang tên Sakura Uesaka Midori. Bẩm sinh của nàng thịt múa. Thái tử, người đã chọn được ai chưa? Thái tử, thường nói để tử nghe nè. Hay là bây giờ ngài cứ chọn đại một cô đi. Không thôi á, thái tử chọn cái cô mà làm thơ kìa.
mũi lùa. Là bây giờ mũi lý mũi đây mũi lắm thơ kìa thơ của cổ hơi lắm mơ đó xíu để nhưng mà đường chân. Cái và đặc biệt da của cổ trắng mịn như là bơ vậy đó. Nghĩ thôi thôi nín đi vớ vẩn đâu có dớ dẫn đâu thái tử nếu mà ngài khó chọn á thì bây giờ ngài chọn hai cô thái tử thái tử xin mời công chúa đến từ vương quốc Thiên Lan. Bình tĩnh thôi không thái tử. Bình tĩnh cái gì? Tất cả chỉ là một sự sắp đặt nực cười. Ngay cái chuyện tuyển thái tử phi mà ta còn không quyết định được thì ta còn làm cái gì nữa? Làm theo ý mình để làm gì? Ngài có thể lấy đại một người mà, rồi sau khi lên ngôi ngài muốn lấy bao nhiêu người nữa mà sẽ được. Ngươi không hiểu à? Vấn đề là ta không thể sống trong một cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn như vậy được. Bây giờ không phải là chuyện ngài muốn hay không, mà là quốc gia đại sự. Ngài có biết ngài vừa làm phật lòng sứ giả và công chúa của nước Chinh La không? Đúng rồi đó thái tử. Ngài hãy quay về đi. Thái tử. Thái tử. Thái tử. Nguyễn Lực. Dạ. Ngươi xuống suối xem có cái gì lấp lánh dưới suối kìa. Dạ. Thần tìm được một chiếc hài vô cùng xinh đẹp. Thái tử. Nếu như ta không tự quyết định được thì tùy duyên vậy. Linh mới ba của thái tử, ai mang vừa chiếc hài xinh đẹp đi thì sẽ trở thành thái tử phi của ngài. Mình có thế, trật tự, xếp hàng vô. Bắt đầu. Có quả, nuôi. Tuyệt hai. Bánh bèo tê. Đủ rồi, lùi ra. Dê sơ rửa. Người tiếp theo cũng có một chút nhan sắc. À, vừa rồi. Vừa rồi mẹ. Vừa rồi. Vừa rồi. Vừa rồi. Con ta là thái tử phi, các người thấy chưa? Các người thấy chưa? Con ta là Nín. Thái tử phi múa mà thái tử phi. Vừa rồi. Rồng có một lỏng tay đấy nè. Vừa là vừa răng. Rộng là rộng như thế nào? Có mấy ai có được kim liên tam thốt, cót sèn ba tất như con gái của ta. Rõ ràng rành mạch như vậy. Rộng là rộng như thế nào? Con ta là thái tử phi. Ăn với nói ham hồ. Thái tử đã nói vừa là phải vừa y. Sai một ly là đi một dầm nè. Phải vừa y cho ta. Chứng như kia mà là rửa nuôi. Người tiếp theo nuôi. Không vừa. To gan. Tại vì răng mà mi không xếp hàng. Sao nó lại quen dữ vậy? Dạ bẩm, đây là giày của tiểu nữ à. Mi nói răng bằng tiếng mò.
vừa rồi. Là nàng ư? Thái tử. Nè, chị Tâm. Hả? Đó là chị Tâm. Chị Tâm kìa. Còn Tâm? Không thể nào. Hả? Hôm nay nàng đẹp lắm, ta chỉ muốn ngắm nàng mãi thôi. Vậy nếu như sau này thiếp già cả xấu xí, thái tử có còn muốn ngắm nhìn thiếp mãi không? Ta sẽ ngắm nhìn nàng cả đời, không phải bởi vì nàng đẹp hay nàng xấu, mà vì ta yêu nàng. Thái tử, Tâm à, nàng có tin vào số phận không? Thái tử có tin không? Ta tin chứ. Cuộc gặp gỡ ở đường làng, chiếc hài dưới suối, tất cả đều là do ông trời sắp đặt để đưa nàng đến với ta. Kiếp thì tin rằng hạnh phúc ngày hôm nay là do sự tìm kiếm và đấu tranh của mỗi chúng ta trong quá khứ. Điều đó trước đây thì đúng. Sao lại chỉ đúng ở trước đây ạ? Bởi vì kể từ bây giờ cho đến suốt cuộc đời đã có ta đem hạnh phúc đến cho nàng. Nàng không cần phải tìm kiếm hay đấu tranh nữa. Nàng dám trêu ta. Điều hạnh phúc nhất của thiếp là được ở cạnh chàng. Môn Tâu Thái tử, có tin từ bên này, Trình Lã bất ngờ kéo quân sang tấn công một số làng mạc ở khu vực biên giới. Quân ta đang cố thủ đợi viện binh và chờ ý chỉ từ triều đình. Thần xin lãnh thêm quân lập tức ra bên này dẹp giặc. Tâu Thái tử, thần xin được cùng tướng quân Trịnh Thắng ra biên ải dẹp giặc. Thần cũng xin được ra trận. Thần cũng xin đi. Tốt, mấy năm nay chính là ngoài mặt giao hảo, nhưng thực sự thì luôn rình đập nước ta. Đây là cơ hội để cho chúng biết chúng ta không dễ bị ức hiếp. Bẩm thái tử, chúng ta không thể đánh. Không thể đánh. Tâu thái tử, không có nguyên nhân nào khác ngoài việc chúng muốn xâm chiếm nước ta. Vì vậy phải đánh để chúng biết nước này còn có chủ. Thái tử, người đã quên chuyện chúng ta bị mất công phẩm rồi sao? Người cũng quên chuyện công chúa nước Chinh La
bị mất mặt trong buổi lễ tuyển chọn thái tử phi hay sao? Xét cho cùng, chúng ta là người thất lễ trước. Vì vậy chúng ta phải dùng lễ để mà hóa giải việc này, tranh xảy ra cuộc chiến tranh đẫm máu. Vậy cách dùng lễ để giải quyết của thừa tướng là gì? Chúng ta sẽ cử sứ giả và cống phẩm sang. Cống phẩm à? Cống phẩm đã bị mất, quân giặc cũng đã tràn qua bên này, có cống nạp thêm nữa không có ích gì. Nhưng mà... Đủ rồi, sứ giả sẽ được cử đi, nhưng là để báo cho Trình La biết chúng phải chấm dứt chuyện quấy nhiễu bờ cõi nước ta. Nếu không, ta sẽ không ngại đối đầu với chúng ngoài chiến trường. Chúng ta sẽ không nhún nhường nữa. Tướng quân Trình Thác, lập tức lãnh 10 vạn binh ra bên ngoài chờ lệnh của ta. Thần xin tuân lệnh. Thần sẽ đi gặp hoàng thượng. Kẻ nào dám làm phiền phụ hoàng của ta đang dưỡng bệnh, ta sẽ xử tội kẻ đó. Người nhiếp chính hiện giờ là ta. Mệnh lệnh của ta là tối thượng, bãi triều. Tự đã khuya lắm rồi. Ở đây chỉ có ta với nàng thôi, không cần nhiều lễ nghi đâu. Thiếp có món quà này muốn tặng cho chàng. Khăn thêu đẹp quá. Nhưng đây là loại chim gì vậy? Đây là chim vàng anh. Chim vàng anh? Ừ. Theo truyền thuyết, chim vàng anh là một loài chim vô cùng trung thủy. Khi con mái chết đi, con trống sẽ ở mãi như vậy mà không tìm bạn đời nào khác. Thật đáng quý. Thiếp cũng rất khâm phục đức tính của loài chim này. Thái tử à, nhưng nếu sau này thiếp không còn nữa, thiếp muốn thái tử tìm cho mình một người có thể yêu thương và chăm sóc cho chàng. Trước khi đi xa, không được mới gỡ đâu. Thiếp chị. Nàng đừng nói nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không được rời xa ta. Nàng hứa đi. Thiếp hứa. Nếu hai người ngoan ngoãn làm việc cho thừa tướng, đây chỉ là phần thưởng nhỏ thôi. Vinh hoa phú quý, tiền tài danh vọng, sau này các ngươi mặc sức mà hưởng. Thừa tướng muốn chúng tôi làm gì? Chuyện đó sẽ không khó với các ngươi đâu. Từ ngày thái tử phi tiến cung tới giờ, cái nhà này buồn ơi là buồn. Hôm nay có dịp người chịu hạ mình về đây mà nhà bỗng vui hơn hẳn. Mẹ đừng nói như vậy, con vẫn là tấm của ngày nào thôi. Không dám, người là thái tử phi, là phượng hoàng, chứ đâu phải tấm như ngày nào nữa. Ông ơi, hôm nay dỗ ông, nhờ có phúc của thái tử phi mà mâm cao cổ đầy. Mà phải chi có thêm... À, ý của mẹ là có thêm trầu cho chị tắm têm đúng không mẹ?
trò cho chị Têm á, lúc nào cũng là đẹp nhất. Ừ, đúng rồi. Khi cha con còn sống, đó là món mà ông yêu thích nhất. Hay là để ta ra hái một vườn cao cho con Têm nha. Mẹ, mẹ thân già sức yếu, làm sao mà hái được. Mẹ cứ để cho con. Thôi cứ để ta đi. Cứ để cho con mà. Thôi, em cảm từ nhỏ đâu có quen trèo cao đâu. Con quen rồi, để con làm cho. Đúng rồi, chị Tắm á, trèo cao là giỏi nhất rồi. Chứ trong nhà này đâu có ai biết trèo đâu, đúng không mẹ? Ừ. Con cẩn thận nha con. Chị cẩn thận nha chị. Y phục của chị đâu rồi? Ừ, ở trong phòng á, chị đi vô thay nha. Là một vụ án mạng nữa. Thật kỳ lạ. Thần thấy có kỳ lạ đâu, mà là kỳ nguyên một cục thì có. Nghĩ sao mà hình bộ thượng thư lại giao cho thái tử xử lý mấy cái vụ án của ổng vậy? Bởi ông ta là chỉ biết là đục để trách nhiệm cho người khác thôi. Bộ ông ta không thấy là thái tử lung tung. Hình bộ dẫn tới sớm vì vụ án này, bởi vì đây đã là vụ án thứ 40. Nhưng điều kỳ lạ ta đang nói tới đó chính là tất cả các xác chết đều đã thối rữa, như đã chết cách đây rất nhiều năm. Vậy cái này không phải kỳ lạ đâu, mà là thấy ghê. Thái tử ơi, Nguyễn Lực. Dạ. Mau truyền Trần Bằng, không thể để trong rối ngoài rối như vậy được. À, dạ, tuân lệnh thái tử. Lúc nào cũng Trần Bằng. Còn tôi là ai? Thái tử Phi có chuyện rồi. Dân phụ và con xin được diện kiến thái tử. Đứng lên đi. Dạ bẩm thái tử, tất cả đều là lỗi của dân phụ. Thái tử Phi quả là một người con hiếu thảo, chỉ vì muốn hái cao Têm chậu để cúng cha mà lỡ bị hụt chân.
té chết. Trước khi chết, Thái tử Phi có một nguyện vọng. Đó là được đưa em là Cám Tiến Cung để thay người chăm sóc cho Thái tử. Bây giờ đã có ta mang hạnh phúc đến cho nàng, nàng không cần phải tìm kiếm hay đấu tranh nữa. Ta tin định mệnh đã mang nàng đến với ta. Chứ gì, ta sẽ đánh với ngài. Điều hạnh phúc nhất của em là được ở cạnh chàng. Thái tử, ngài thấy sao rồi? Ta cảm thấy bất lực quá, đến cả người mình yêu mà ta cũng không bảo vệ được. Thái tử. Thái tử, thái tử. Có chuyện gì? Có tin khẩn cấp từ biên ải. Nói mà. Sứ giả chúng ta cử đi Trình La đã bị giết chết. Thật quá ngông cuồng, không thể chấp nhận được. Chúng quá xem thường nước ta. Được, nếu vậy ta sẽ cho chúng một bài học. Lời thái tử nói chi phải. Tham kiến thái tử. Thưa tướng. Tâu thái tử, có những chuyện chúng ta có thể nhịn được, nhưng nếu như chúng lộ ra âm mưu xâm chiếm nước ta thì không thể nhịn được nữa. Chúng ta cần tập hợp tất cả các đạo quân cùng tổng lực tấn công, đẩy lùi quân địch ra khỏi biên giới. Ta không nghĩ vậy. Nếu như tấn công trực diện thì sẽ hao binh tổn tướng mà chưa chắc nắm được phần thắng. Chỉ bằng ta sẽ chia làm 3 đạo quân. Đích thân ta sẽ lãnh đạo đạo quân tiên phong dồn quân địch vào thung lũng Mai Châu. 2 đạo quân còn lại sẽ do tướng quân Ngô Sĩ và Nguyễn Trọng lãnh đạo tiến vào theo thế Gọng Kim và tiêu diệt quân địch. Thung lũng Mai Châu có địa hình hiểm trở, nhưng không dễ gì dụ chúng vào sâu bên trong. Hơn nữa, nếu không khéo sẽ trở thành cây bẫy cho chính chúng ta. Việc đây là chuyện quốc gia đại sự, không phải là trò đùa con nít. Thần sẽ thay mặt người triệu tập quân thần để ra quyết định kế sách cuối cùng. Không, đây là quyết định cuối cùng của ta. Trân Bằng. Có thần. Ngươi mau tập hợp 3 quân tướng sĩ, đích thân ta sẽ giám sát tất cả các bộ luyện tập. Xin tuân lệnh. Thank you.
Ba ngày nữa thì đại quân chúng tôi sẽ tấn công theo ý định của ngài. Ngoài những gì đã cam kết, quốc dương của ta còn muốn được thông thương thêm hai cảng lớn tại cửa biển Mao Hải, được hay không? Thôi được, ngài hãy nói lại với quốc dương của ngài. Một khi ta đã ngồi lên ngôi vua thì những thỏa thuận sẽ được thực hiện đúng như lời hứa. Phải như vậy chứ, phải như vậy mới được. Thật là láo xược. Một khi hoàng thượng mà thái tử băng hà thì nghiễm nhiên ngài có thể lên ngôi. Vậy hà cớ gì phải nhờ đến bọn Chinh La này để tạo nên chiến tranh? Người biết một mà không có biết mười. Như bây giờ ta giết vua và chiếm ngôi thì khác nào ta mang tiếng là phản thần. Chỉ bằng khi lần bang xâm chiếm, vua và thái tử sẽ bị giết theo đúng như kế hoạch của ta. Lúc đó thừa tướng này sẽ đứng lên dẹp loạn. Chẳng phải ta đã giành chính ngôn thuận ngồi trên ngai vàng hay sao? Thừa tướng thật cao minh. Chàng có thích điệu múa vừa rồi của thần thiếp không? Đây á là điệu múa truyền thống ở làng cổ thiền của thần thiếp đó. Thái tử, bộ chàng không nghe thiếp nói gì sao? Thiếp đã vào cung được cả tháng rồi, vậy mà chàng cũng không đối hoài đến thiếp. Thiếp cảm thấy lạc lõng giữa chốn hoàng cung to lớn này. Thái tử à, thiếp chỉ muốn chăm sóc, lo lắng cho chàng thay cho chị Tâm, chứ nào muốn gì hơn. Thái tử, chàng uống với thiếp một chung rượu nha. Chàng uống đi. Vân Anh, lại là ngươi sao? Thái tử, Vàng Ánh, Vàng Anh, có phải vợ anh
bay vào tay áo. Chỉ là một con chim thôi mà, có gì đâu mà chàng phải bận tâm. Nào, uống rượu với thiếp đi. Giác La sẽ được luyện thành. Xin thượng thứ tha mạng, xin thượng thứ tha mạng. Nói đi, bây giờ ta giữ ngươi thì còn giá trị gì nữa? Xin ngài cho ta thêm một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ giết thái tử. Mày nói nhiều lần. Xin ngài tha mạng cho ta. Ngài nói đi, ngài muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng. Ngài nói đi. Không! Mục tiêu của ngươi bây giờ sẽ là... Bẩm thái tử, ai cũng nữ lần trước dâng ly rượu độc cho ngài đã bị hạ sát không thiên lao. Là ngoại loạn hay nội phản đây? Nguyễn Lực. Dạ. Ngươi hãy điều tra xem kẻ nào đã đứng sau việc này. Dạ. Thái tử, mọi thứ đã sẵn sàng theo ý của ngài. Thần sẽ chỉ huy đội quân do thám xuất phát ngay trong đêm nay để thám thính quân tình. Hẹn gặp thái tử 2 ngày sau tại ải Bắc Chu. Khoan đã, ta muốn thay đổi kế hoạch hành quân. Hai đội quân của Ngô Sĩ và Nguyễn Trọng sẽ không chia làm hai ngã nữa, mà sẽ tập trung tại chân núi Ngự Lĩnh. Đợi khi ta dồn quân địch vào thung lũng Mai Châu thì sẽ đánh thọc vào mạng sườn của chúng. Từ đó, thần sẽ lập tức báo tin đến các tướng quân. Trần Bằng, Nguyễn Lực, Hai Khanh là người mà ta tin tưởng nhất vào lúc này. Lâm vào hoàn cảnh như vậy, chết đi, mày chết đi. Chuẩn bị!
kỳ lạ. Tại sao cành cây đó có thể rơi đúng lúc mà mũi tên bay về phía thái tử? Khó hiểu thiệt. Thái tử, ngài có thấy gì không? Ta cũng cảm thấy vậy. Đó, dường như có một điều kỳ diệu gì đó đang cố gắng bảo vệ ta. Điều kỳ diệu? Không lẽ ma trời? Không phải. Hey, nếu như lúc đó Thạch Biền mà không nôn nóng bảo vệ thái tử thì bây giờ chúng ta có thể tra hỏi hắn rồi. Bởi đâu phải cái gì nhanh cũng tốt đâu. Là bảo vệ hay thủ tiêu? Thái tử, ngài nói vậy là sao? Nguyễn Lực. Dạ. Ta có một nhiệm vụ cần ngươi phải ở lại. Đây là một vật rất quan trọng mà ngươi phải bảo vệ bằng mọi giá. Phu hoàng, ngày mai thần nhi sẽ ra trận. Thế giặc Chinh La đang rất hùng mạnh. Dạ con biết. Có rất nhiều người không tin vào cái sách của con. Điều con cần là phải tin vào chính mình. Đây là thời điểm mà con phải tiếp tục cuộc hành trình không có ta. Thank you.
Tâm linh của ta đâu mất rồi? Không cần tìm nữa. Chúng chết hết rồi. Thì ra là ngươi. Người mà ta tin tưởng nhất. Ngươi chọn. Nhưng ngươi sẽ không ra đi với mái như phụ hoàng của ngươi đâu. Phụ hoàng. Thì ơi, thì rơi bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn.
giờ là ai? Ta đang ở đâu đây? Ngươi đang ở trong nhà ta chứ ở đâu? Nếu ta không kéo ngươi về đây thì lũ xoáy đã đưa ngươi một cái chỗ nào rồi. Sao giờ không để chúng tha ta đi luôn đi? Ta không thiết sống nữa. Tâm. Tâm ơi. Tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì uống hết chén thuốc này đi. Ta không muốn sống nữa. Dạ không cần phí công đâu. Nói như vậy mà nói cũng được đó hả? Ôi, thiệt, làm ơn thì mắc quán mà. Khó khăn lắm ta mới kêu ngươi về được đến đây. Thanh niên trai tráng bây giờ đụng một chút chuyện là không thiết sống nữa rồi. Tỉnh rồi thì ngồi dậy uống hết chén thuốc đó đi. Điều quan trọng ở đây không phải ngươi là ai hay ngươi đã làm gì, mà là ngươi sẽ làm gì để cứu vãn những sai lầm đó. Trước khi rời xa, mẫu hậu con đã để lại cho ta một món quà vô giá, chứa đựng tình yêu, lòng dũng cảm và sự kiên trung. Bà đã nói vũ trụ luôn có sự cân bằng của nó, và sẽ có một ngày nào đó món quà ấy sẽ trở thành người bảo vệ cho ta và cứu nguy cho đất nước này. Món quà ấy là con. Ý trời đã định sẵn thời cơ để con nhận ra sứ mệnh của mình. Số ngươi chưa tận, ngươi không được quyền chết. Tự, điều hạnh phúc nhất của thiếp là được ở cạnh chàng. Điều con cần là phải tin vào chính mình. Thái tử, người thấy sao? Cũng chính vì tự quyết định mà hàng vạn người đã ngã xuống vì ta. We'll be right back.
đã có đủ 49 linh hồn. Giờ chỉ còn chờ ngày các chôn sau thẳng hàng. Khi ta uống ngọc giác la vào, thì diện mạo này, lớp da này sẽ mãi mãi là của ta. Giấc mộng ba dương suốt bao nhiêu năm qua sẽ trở thành là hiện thực. Xin chúc mừng thủ tướng, lễ đăng cơ của ngài thần đã sắp xếp chu toàn. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ. Giờ chỉ cần tên thái tử kia được giải quyết êm đẹp, thì những kế hoạch của ta xem như là hoàn hảo. Dạ bẩm, thế còn Trần Bằng? Trần Bằng thì sao? Thừa tướng định giữ kẻ thù bên mình sao? Nếu như hắn biết thừa tướng mới chính là người hãm hại, khiến cho cả gia đình hắn bị hoàng thượng ban lệnh giết. Thì đó chính là ngươi. Chính ngươi thì chết cả gia đình ta. Chính ngươi là biết ta thành kẻ bất nhân, bất nghĩa, giết chết vấn đề của mình. Là nàng ư? Ta đang tỉnh hay đang mơ đây? Thiếp đã bao giờ rời xa chàng đâu. Có thật không? Đều là nàng đúng không? Chim Vàng Anh, cây xoan đào, ta đã luôn cảm nhận được điều đó. Ta nhớ nàng nhiều lắm. Không có một giây phút nào mà ta ngừng nghĩ tới nàng. Tâm à, nàng hứa anh này không được rời xa ta nữa đâu. Phụ hoàng, thần như xin hứa sẽ thay phụ hoàng trừng trị tên gian thần Tạo Hắc và đuổi giặc Chinh La ra khỏi bờ cõi, đem lại hạnh phúc cho muôn dân.
Cọc ứng. Nguyên Lực. Dạ. Ngươi hãy mang Ngọc ấn này đến gặp tướng Vương Lưu Đỗ và các đại tướng ở tứ phương, triệu tập tất cả quân lính ở ngoại thành để chuẩn bị tổng tấn công. Ta sẽ chiến đấu một trận sống còn với tình phản tặc Tào Hắc. Lãnh chỉ. Thần tuân lệnh. Nguyên Lực. Dạ. Cảm ơn ngươi. Đây là cuộc chiến quyết định sự tồn vong của đất nước này. Hãy cùng ta chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Lãnh chỉ, giáp danh, khởi chiến! Kẻ nào không phục? Còn ta?
Trương Băng! Trương Băng! Tào Hắc! Ngươi mau ra đây! Hôm nay ta sẽ sống chết với ngươi! Mọi chuyện sẽ không dễ dàng như ngươi nghĩ đâu. Mở ra đi. Thank you.
Nếu đây là số phận của ta thì hãy để ta đối mặt với nó. Không, nó sẽ biến trở thành quả dừa. Thái tử, không chắc là sẽ biến người thành quả dừa. Mất đi, nàng hãy đi đi. Không, thiếp đã hứa là sẽ không rời xa chàng một lần nào nữa. Thái tử, Tâm,
để có thể bảo vệ người con yêu. Nhưng tại sao tới cuối cuộc hành trình này con vẫn không có chàng? Tại sao ông lại bất công với con như vậy? Con xin phục cho con được trở về với chàng. Điều đó là trái với luật trời. Con chấp nhận hy sinh tất cả. Con có dám hy sinh vàng kiếp không được luân hồi không? Con nghĩ sự hy sinh này là xứng đáng. Con xin phục cho con được tội nguyện. Con không tin vào phép màu nữa. Con không tin vào phép màu nữa. Cảm ơn nàng vì đã luôn ở bên cạnh ta. Điều hạnh phúc nhất của thiếp là được ở cạnh chàng. Phùng mệnh của trời, Hoàng Thái Tử Hiếu Long, thông minh, nhân nghĩa, chí tín, thiên thành, lại có công dẹp giặc chính lá, bảo vệ bờ cõi, được nhân dân bá tánh vắng vò quần thần hết lòng phù trợ. Nảy lên ngôi hoàng đế, cùng là tuân theo ý của trời, hợp lòng dân chủ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bằng ánh sáng của tình yêu, sự hy sinh và lòng can đảm, Hiếu Long và Tấm đã đẩy lùa được bóng tối của lòng tham và tà ác để tìm được điều kỳ diệu ở cuối cuộc hành trình. Đó là hạnh phúc, là sự bình yên sẽ mãi mãi ngự trị trên đất nước này. Con mời mẹ ăn cơm. Thank you.
gian lặng im. Em trôi lăn nghìn năm, em như cánh hoa bay. Ta yêu nhau từ khi em chưa biết anh. Bây giờ lời hứa sẽ quay lại dẫu bao biệt cùng. Thank you.